Kính thưa các bạn, sáng hôm nay, Piaggio chính thức niêm yết giá của con Vespa Spring S TFT màn hình full điện tử xịn sò. Thì clip này thầy Trọng TV nói về phiên bản đặc biệt màn hình TFT xịn sò này và phiên bản nửa cơ nửa màn hình LCD đã có từ lâu phía bên tay phải. Như vậy thì nếu đem hai con dòng 125 so sánh với nhau cũng như là dòng 150 so sánh với nhau thì chúng ta có sự chênh lệch đâu đó tầm khoảng ra giấy tờ luôn, lăn bánh luôn, chênh lệch 125 so với 125 dòng màn hình TFT full và dòng màn hình cơ nửa LCD thì tầm 20 triệu. Nếu nói 20 triệu để đầu tư cho con màn hình TFT full có nhiều công nghệ xịn sò hơn và một con ra mắt trước đó cũng có công nghệ, tuy nhiên công nghệ có phần thua thiệt hơn một chút. Như vậy, nếu quý vị chi khoảng 110 triệu đồng giấy tờ luôn lấy con này và chi khoảng 90 triệu đồng giấy tờ luôn để lấy con này thì quý vị sẽ chọn con nào? Để nói công tâm mà nói thì là tiền nhiều hơn sẽ được nhiều hơn. Tất nhiên đó là quy luật. Nhưng nói về vấn đề có đáng chi hơn hay không thì chúng ta hãy xem xét các yếu tố trang bị và yếu tố công nghệ. Thì đầu tiên thì con này là màn hình TFT full, là hiển thị cuộc gọi, tin nhắn và nhạc nữa, và điều chỉnh được rất nhiều thứ trên màn hình. Còn con này thì không hiển thị được vì không có kết nối Bluetooth để hiển thị nhạc, cuộc gọi và tin nhắn. Cái thứ hai, đây là phiên bản kết hợp rất là nhiều những công nghệ khác ngoài công nghệ màn hình, như là màu sơn mới, công nghệ màu sơn mới, yên xe thiết kế mới, rồi có tinh chỉnh ở động cơ. Quý vị đọc báo quý vị sẽ thấy. Còn con này thì ra mắt cũng 1 đến 3 năm, ít hơn. Như vậy thì bấy nhiêu thôi cũng hiểu được đây là con thời thượng, đi theo xu hướng hiện đại, phù hợp với giới trẻ nhiều hơn. Còn con này thì cũng đi theo trào lưu là cá tính, giới trẻ. Tuy nhiên tiền chúng ta bỏ ra ít hơn cho nên chúng ta không đòi hỏi quá nhiều được. Clip này mong quý vị sẽ hiểu hơn vấn đề chi nhiều tiền hơn trên lệch 20 triệu để làm gì và có đáng hay không. Chúc đại gia đình lựa chọn cho mình được con Vespa Spring phù hợp túi tiền nhất. Nói tóm lại, con này là dành cho người thừa tiền, còn con này là dành cho người có tiền. Cảm ơn quý vị đã xem clip. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.